Vâng, cửa hàng Hiếu Minh Audio xin mến chào các bác nhé. Thì hôm nay bên cửa hàng em có đi lắp cho anh Hiệp tại Kim Giang, Đại Kim, Thanh Trì, Hà Nội một combo bộ dàn. Thì mời các bác xem qua không gian và mời các bác tham khảo qua bộ dàn này. Nếu mà hợp lý thì các bác có thể mua theo combo bên em sẽ set up sẵn gửi đến các bác. Và đây thì là công gia bộ dàn của bác, thì là của anh chủ nhà thì lấy đấy. Là một đôi loa TSG330 có giá đang khuyến mãi tại cửa hàng là 10 triệu đồng. Và một chiếc sắp thương hiệu Lex Optic 330. Và cùng với đấy thì là combo không phải đi cùng chiếc mic VS VK7 và chất âm cũng khá là hay trong tầm tiền trên 3 triệu đồng, thì chất tiếng mic này cũng là khá là ok. Cùng với đấy là một chiếc vang DB S500P phiên bản cao hơn S525 mã. Phiên bản này thì chất lượng âm thanh ra cũng khá là hay, tiếng mic mượt, echo rất là mượt luôn. Và một chiếc đẩy hai kênh B2006 đánh cho hai chiếc loa này cho ra công suất là 600W một kênh. Và sau đây thì mời các bác nghe âm thanh sau khi em set up xong để các bác tham khảo bộ dàn combo này. Em xin phép mở bài nhạc. Thank you.
Okay.